Welcome back to Beautiful Life Channel. Let's talk about things to do in the summer. Chúng ta hãy nói về những điều nên làm vào mùa hè. Mình sẽ gợi ý đó là walking, đi bộ. Walking can help improve physical and mental well-being. Việc đi bộ có thể giúp là improve, có thể nâng cao well-being, tức là cái sức khỏe của mình. Và mình có hai loại sức khỏe: physical, tức là sức khỏe về thể chất, và mental, tức là sức khỏe về tinh thần. Okay? Hoạt động thứ hai mình thấy rất là hay đó là plant some more plants or trees. Cái từ plant có nghĩa là mình trồng, và từ plants cũng có nghĩa là những cái cây mà thân cỏ. Còn nếu mình nhắc đến trees, tức là cái cây thân gỗ rồi ha. Như vậy mình sẽ có thể trồng hai loại: plants and trees. Okay? Hoạt động tiếp theo mình cũng rất là thích đó là sit under the tree. Sit under the tree tức là mình ngồi dưới cái cây thôi. Ví dụ mình nói là tôi đang ngồi dưới cái cây. I am sitting under the tree. Và nhiều người tin rằng cái việc mình ngồi dưới cái cây nó có tác dụng là healing, tức là chữa lành cho mình. Và một cái việc mình cũng rất là thích đó là watch the flowers grow. Thiệt ra mình không thể nào nhìn cái cây nó mọc, nhưng mà mình gọi là quan sát cây cũng được ha. Và cái cây này đó, nó là một cái hoa rất là phổ biến ở Việt Nam, mình gọi là broken heart flower, tức là hoa tim vỡ hay là hoa tigon. See ya. Bye and enjoy your summer. See ya.